Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 50 triệu token Berry nè bạn. Thì chương trình để góp này chỉ dành cho 5.000 winner may mắn các bạn. Thì đây là một kèo rất là ngon luôn các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click vào link mô tả dưới video mà tôi đang tắt chatbot các bạn. Và các bạn được cấp xa để đi tiếp. Sorry các bạn. Rồi các bạn bấm vào Berry ship bay các bạn. Rồi như đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nữa các bạn. Bạn son sao rồi nhấp vô đây coi làm gì ta. Rồi các bạn mất đập lên son tiếp kênh seller rồi trên kênh seller nó son sao các bạn mất đập lên đó. Sau đó bấm vào son net tiếp tục follow tại Twitter và điền là username. Trên tờ Twitter nó thì bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn điện là username tờ Twitter cho các bạn nè. Còn Quỳnh V này nữa. Cái máy này chạy mượt quá đã. Rồi sau đó các bạn copy hashtag này các bạn. Rồi các bạn tweet lên nè. Like chỉ chân tweet những hashtag này các bạn. Giờ các bạn tăng dây các bạn mình vào các bạn. Rồi các bạn tự quýt lên nè. Sau đó thì bạn mở tờ Twitter tất cả bạn ra nè. Đầu ta nhấp vào avatar, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ các bài các bạn đã tự quýt nè các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết gọi là cho bot nè các bạn. Rồi sau đó các bạn xôn xào follow get it nè các bạn. Trên cái đít các bạn bấm vào John Community này các bạn. Sau đó các bạn nhập vào ba bên cùng này. Các bạn nhập vào avatar của mình này. Các bạn copy của username cái đít của mình này các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên submit username tờ Twitter. Sao kỹ ta. Cái này có lộn không? Rồi nha các bạn. Các bạn gỡ username tờ Twitter của tất cả bạn nha các bạn. Nếu yêu cầu gì thì mình gỡ cái đấy. Không biết nó lộn thì sao. Đáng lý gửi username tờ cái đít. Tiếp tục thì like and comment và chụp hình lại nữa. Rồi trên DXL thì các bạn chấp nhận điều khoản nè. Rồi bấm vào confirm nè. Rồi sau đó thì các bạn lướt xuống đây nha các bạn. Chờ chút xíu nó load cho trong web thì hoàn chỉnh. Rồi trên DXL thì bạn like nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn comment nó luôn mà vút đầy đớp đi. Rồi các bạn bot nè. Rồi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Rồi các bạn bắt đớp lên nè. Các bạn gỡ bức ảnh lên đây nè. Sau đó upload coin symbol. Rồi trên coin symbol thì các bạn đâu ta coin symbol này các bạn login vào các bạn. Rồi các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào vút nữa. Rồi bấm up to wallet luôn. Rồi bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Rồi sau đó các bạn gọi là cho bot. Để mình sao để chụp lại màn hình đó. Rồi đúng rồi bạn. Cái dòng chữ màu đỏ này nó cảnh báo thôi các bạn. Nó không có bán VSEL này nữa. Các bạn nào mà mua VSEL là lừa đảo đó các bạn. Rồi các bạn gọi địa chỉ BNB sở mắt trên BET20 mình. Để mình các bạn chờ chút xíu không ạ. Rồi copy địa chỉ bên B sẽ match end của mình gọi là cho bot nè. Máy lọc chậm quá. Rồi sau đó bấm balance đi check số cầm mình kiếm được nè các bạn. Ok mình đã nhận được 100.000 token Berry nè. Tìm lên ghép chia sẻ bạn bè và người thân để kiếm token các bạn.
Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.